13 giờ 49 phút buổi chiều tại Long Phước, một cần thủ có tiếng tại câu lạc bộ câu cá Nguyễn Khuyến. Anh câu được con cá rô, nghe đâu cũng to, vì ngồi trong liều một lúc hai cần câu. Đang tháo gỡ con cá rô câu được, thì cần kia cá cũng đang cắn câu. Luống cuống kiểu gì chẳng cho con cá rô kia vào túi lưới, lại đi ngậm tạm vào miệng để xử lý cần đang có cá cắn câu. Và thế là một sự cố đau lòng đã xảy ra. Con cá rô đang ngậm trong miệng nhảy thẳng vào cổ họng. Tình thế chẳng thể lường được, ngạnh cá thì sắc nhọn, vẫy thì nhiều. Con cá chui giữa cổ họng và mắc kẹt tại đó. 3 phút sau thì anh bị tím tái cả người. Và thế là anh đã ra đi mãi mãi không kịp trăn trối một lời. Ôi, nhân quả khi đã đến rồi thì không thể thoát được. Không chết kiểu này thì ra đi kiểu nọ. Bao nhiêu con cá rách mồm, rách miệng khi lưỡi câu giật lên chỉ vì chúng đi kiếm thức ăn mà bị sập bẫy. Mồm miệng chúng bị rách nát, thậm chí khi chúng nuốt mồi rồi thì nuốt sâu đến tận ruột gan. Khi bị giật lên thì ruột gan cũng tan nát hết, đau đớn khôn cùng. Chúng ta đâu có thấu hiểu, vui sướng, thư giãn trên sinh mạng của chúng sanh, thì thật là không nên. Chúng ta trong câu chuyện kinh hoàng này, chỉ cần tinh ý một chút thì nhận thấy tình cảnh của anh này giống y như con cá đang bị mắc lưỡi câu. Ôi nhân quả nhãn tiền, luân chuyển theo đúng nghiệp lực. Thành tâm chia buồn cùng anh. Dù sao em đăng bài này lên, biết đâu lại thức tỉnh được vài người hay đi câu cá. Họ hồi đầu thì công đức này thuộc về anh, giảm đi phần nào sự đau khổ của anh trong kiếp sống vị lai. Nam mô A Di Đà Phật. Sammo di soha.